Mới đây, ông Song Huy Hùng, tổng giám đốc dự án thủy điện Nam Ủ của công ty Power China, cung cấp thông tin cho phóng viên Đài truyền hình quốc gia Lào cụ thể. Dự án thủy điện Nam Ủ do công ty Power China đầu tư phát triển tại các tỉnh Luang Prabang và Phong Sa Lý theo hình thức BOT. Đây là dự án năng lượng quan trọng được ký kết với sự chứng kiến của lãnh đạo Lào và Trung Quốc, là dự án sản xuất điện năng chính của khu vực Trung và Bắc Lào. Dự án thủy điện Nam Ủ kết hợp với đập thủy điện Nam Ngư tạo nên hình thức quản lý sản xuất điện năng theo hình thức 8 đập 1 trung tâm chỉ huy tại Lào. Đồng thời, dự án thủy điện Nam Ủ tạo hơn 10.000 việc làm cho nhân dân, xây dựng hơn 30 bản tái định cư, di rời hơn 10.000 người dân khỏi khu vực thi công dự án đến khu vực tái định cư, xây dựng các trường học, chùa chiền, trung tâm y tế, hệ thống nước máy, hệ thống điện, xây dựng hơn 500 km đường giao thông, hơn 20 chiếc cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống người dân. Ông Song Huy Hùng cho biết thêm các đập thủy điện Nam Ủ đã phát huy vai trò cơ sở hạ tầng quan trọng của ngành điện lực Lào, đảm bảo cân đối điện năng trong nước, điều chỉnh lượng nước và đập trong khu vực đảm bảo. Sự ổn định và bền vững của hệ thống truyền tải điện năng tại Lào cung ứng năng lượng sạch cho khu vực. Cùng với đó, hiện Lào đang áp dụng chính sách ưu đãi tạo điều kiện để các doanh nghiệp Lào đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối để xuất khẩu sang các nước láng giềng và trong khối ASEAN. Chính phủ Lào đã đặt dự kiến đến năm 2030 sẽ bán cho Việt Nam 5.000 MW, Campuchia 6.000 MW và bán cho Thái Lan 9.000 MW.